Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Cà phê cùng Tony của tác giả Tony Buổi Sáng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe chương 17 có tựa đề Chuyện cái khăn lạnh. Lúc Việt Nam Airlines mở đường bay thẳng đi London, cũng trùng hợp đợt đó mình sang Anh họp. Đi cùng là hai anh bạn người Nhật. Mình ép hai anh bạn đi VNA, tức Việt Nam Airlines, nên phải ghé thành phố Hồ Chí Minh Transit. Chứ nếu không thì hai bạn ấy bay từ Tokyo bay thẳng đến London. Nhưng mình ép quá nên đành chiều lòng. Vì tiền vé mạnh ai nấy trả nên mình đi hạng ghế phổ thông. Hai anh bạn Nhật đi hạng doanh nhân, giá mắc gấp 3 lần nên mình muốn tiết kiệm. Mình có nói gì đó thiệt thà chứ không có sĩ diện nên hai anh bạn Nhật hết sức yêu mến. Nhiều người khuyên mày nói mày làm việc với Tây không hà, nên phải diện cho nó xứng đáng. Chứ toàn cái vina dày, quần áo tự may hay của dệt may An Phước, hay nước hoa mùi lúa mới của mỹ phẩm Sài Gòn, quê mùa toàn đồ Việt Nam không có xứng. Phải dùng hàng hiệu, bỏ thêm ít tiền ngồi trên khoang doanh nhân luôn, chứ ngồi chi khoang dưới kia, nó coi thường thì sao. Tony thì không quan tâm mấy, miễn là thấy đẹp, thấy hợp gu là dùng. Nhưng thật ra vẫn có sự ưu tiên hàng Việt vì tinh thần dân tộc. Một công dân tự trọng với sản phẩm quốc gia họ sản xuất thì dân tộc đó mới tự cường. Mình nên chinh phục bạn bè quốc tế bằng vẻ đẹp của trí tuệ, vẻ đẹp của sự chân thành. Còn ngoại hình thì sự tử tế, sạch sẽ, tươm tất là được. Trong điều kiện hiện nay của mình, sang trọng quá thành ra không hay. Mình thấy có lỗi với đồng bào của mình đang vất vả kiếm cái đưa vào bao tử cho no bụng, cho hết một đời người ngoài kia. Tony cũng hay đi Hàn Quốc, Nhật và thật sự thích cách làm, cách phát triển của họ. Người Đức cũng vậy, họ rất ủng hộ sản phẩm của nước họ với một tinh thần dân tộc mạnh mẽ, đôi lúc cực đoan nhưng phù hợp cho một giai đoạn phát triển nào đó. Ba Kim, tức cha nuôi người Hàn Quốc của mình kể, lúc ông ấy đi học, tức thập niên 60-70, Hàn Quốc rất nghèo, nghèo hơn cả miền Nam Việt Nam. Tổng thống Park Chung Hee lúc đó mới suy nghĩ cách nào để phát triển kinh tế, nên mới gửi quân đi đánh thuê, kiếm tiền về làm đường xá, phải bán máu lúc cần thiết. Người Hàn Quốc trở thành số một thế giới về thời gian xây dựng đường cao tốc, nhanh nhưng có chất lượng, vì họ nghiêm khắc với bản thân mình. Ở Sài Gòn, có xa lộ Đại Hàn là của họ làm, với chất lượng tương đương với một đường băng Tân Sơn Nhất. Máy bay có thể sử dụng để đáp xuống, tinh thần dân tộc họ mạnh mẽ đến mức cứ vào lớp học, cô giáo sẽ kiểm tra cặp học sinh. Những dụng cụ học tập nếu không phải của Hàn Quốc sản xuất sẽ bị phê bình, gửi thư về phụ huynh góp ý. Một thế hệ lớn lên trong sự quyết tâm cao độ rằng sẽ thoát nghèo, sẽ cho thế giới biết trí tuệ của dân tộc, sẽ trở nên văn minh, nên cái gì họ cũng xài của nội địa. Lòng dân thì quyết tâm nên các doanh nghiệp cũng quyết tâm không kém. Họ lùng sục đi mua các thiết bị, các sản phẩm của Nhật hay Âu Mỹ về, lục tung hết, nghiên cứu ngày đêm không ăn không ngủ để sản xuất y chang cho bằng được, thậm chí tốt hơn, rẻ hơn. Các du học sinh khi học xong đồng lòng kéo nhau về đất nước, dù Hàn Quốc đến bây giờ vẫn trong tình trạng chiến tranh với chế độ đi lính bắt buộc. Tất cả đều bảo nhau hãy làm thêm, những người con dân tộc mình đang bán máu, bán sinh mạng để gửi từng đồng đô la về xây dựng đất nước. Hà cớ gì mình không thêm vài giọt mồ hôi. Những công trường rầm rập, những cao ốc văn phòng đèn sáng đến nửa đêm, những học sinh ở trần lăn lê bò trường dưới tuyết với một lời thề sẽ đưa đất nước tiến lên. Thư viện sáng đèn 24/24 không nghỉ ngơi, giải trí gì hết,
vì không được phép khi đất nước còn nghèo. Trên TV là sự chia sẻ cách làm giàu, dạy ngoại ngữ, dạy đạo đức, dạy kiến thức. Cả xã hội lao vào học tập và làm việc như điên. Chỉ trong mười mấy năm, một kỳ tích sông Hàn ra đời, một Hàn Quốc kiêu hãnh với ô tô, xe máy, điện tử, hóa chất, đóng tàu, phim ảnh, thời trang, không thua một quốc gia tiên tiến nào. Thế vận hội năm 1988, Seoul đã trình cho thế giới thấy, với sự quyết tâm không có gì là không thể. Cứ như một ngôn ngữ bất thành văn, một quốc gia phát triển kinh tế sẽ ra thế giới đệ trình bằng một cái Olympic. 20 năm sau, đến lượt người Trung Quốc với Olympic Bắc Kinh. Từ nước chót bảng, Hàn Quốc trở thành nền kinh tế thứ 12 trên thế giới. Dân Hàn Quốc được cả thế giới tôn trọng, hầu hết đều miễn visa cho họ. Muốn đi đâu thì đi, rảnh, nhức đầu thì đi Mỹ, muốn ăn pizza thì lên máy bay đi Ý. Giờ đây, những hình ảnh Hàn Quốc gọi là làn sóng Hallyu lan tràn khắp châu Á, các ủ ba với vẻ đẹp đài cát, kiêu sa và hay khóc đã quảng cáo hiệu quả ngành mỹ phẩm và thời trang của nước này. Nhớ có lần Jan Dong Hun qua Việt Nam, một nhãn hàng băng vệ sinh phụ nữ tài trợ với yêu cầu phải mua mấy chục gói mới đổi một tấm vé, tạo thành sự hỗn loạn tranh giành, một ngày bán hết vèo, giá vé chợ đen lên gấp mấy lần. Tony thấy có cả những nhà trọ toàn con trai nhịn tiền ăn cơm để mua băng vệ sinh, chen lấn coi xong, về kể 3 ngày 3 đêm, chuyện một tài tử đẹp trai cũng chưa hết, còn đóng băng vệ sinh thì không biết làm gì. Nhân dịp qua chơi nên tụi nó mới hỏi anh Tony ơi, anh thông minh, anh nghĩ giúp tụi em. Giờ em làm gì với đống giấy này? Không lẽ vứt? Mình nói thôi tụi mày bỏ vào ngăn đá tủ lạnh, lấy ra làm khăn lạnh lau cũng mát. Nhớ cho tao vài. Gần đây, các ụ ba này sang nữa, vì hợp thị hiếu nên cứ sang hoài, kiếm khối tiền. Vừa xuống sân bay, dù 2 giờ sáng, cũng luôn có một nhóm nhốn nháo ngoài cửa đợi, băng rôn dơ cao, hình ảnh in ra cầm trên tay, khóc lên xỉu xuống. Ủ ba vừa họp báo đứng lên, lại có một nhóm học sinh khác lao đến, tranh giành đánh nhau để được hôn vào ghế. Viết đến đây mồ hôi đầm đìa, tí ơi đưa dựng cái khăn lạnh coi. Ngày 28 tháng 9 năm 2013, chuyện trên chuyến bay đường dài. Lại nói về chuyến bay hôm đi London. Tony ngồi hạng Economy hay còn gọi là hạng phổ thông. Hai anh bạn Nhật thì đi hạng thương gia Business Class phía trên đầu máy bay, cách nhau cái rèm, ghế thương gia thì rộng, bật ngã phía sau như cái giường nên ngủ thoải mái. Cái một anh bạn nói thôi mày cứ ngồi dưới đọc sách hay viết báo cáo đi Tony, tụi tao ngủ trước, xong sẽ nhường ghế cho mày. Chứ bay mười mấy tiếng mà không ngủ sẽ rất mệt. Tony ngồi bật đèn lên làm việc đâu mấy tiếng thì lên đổi chỗ để ngủ. Giờ mới để ý thấy các cô tiếp viên hàng không của mình lúc phục vụ ở khoang Economy thì mặt lạnh tanh, ăn nói cọc lóc, bò hay gà. Nhưng vừa kéo rèm bước qua khoang Business là nhúng một cái, cười toe toét, dịu dàng hẳn ra. Dù chỉ đi ngang qua để lấy thức ăn hay trao đổi với phi công trên buồng lái. Tony đang ngon giấc thì bỗng bị đập kêu dậy. Cô tiếp viên nói yêu cầu anh xuất trình boarding pass. Tony ngái ngủ nên móc trong quần một lúc mới ra được. Ý nói móc cái boarding pass, cái cổ nghiêm mặt. Mời anh xuống dưới kia, ngồi đúng vị trí của mình. Tony ngáp, có che miệng rồi tươi cười. Thưa cô, chỗ này là chỗ của bạn tôi, cậu ấy nhường tôi lên ngủ một lát. Cổ phẩy tay, mời anh đi cho, đó là quy định của hàng không, không ai được phép ngoại lệ. Gương mặt khó đăm đăm, nói tiếng nào rõ tiếng đó cứ như dao câu liếc vào mỏm đá. Cái mình nói nếu là quy định thì tôi chấp hành, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Tony đi xuống trình bày với thằng Nhật, kêu nó trả chỗ,
Thằng Nhật ngạc nhiên, đi tìm cô tiếp viên hỏi cho ra nhẽ. Lý luận của thằng Nhật là chỗ của nó, cho ai là quyền của nó, rằng lẽ ra là đi hãng khác, mà cái thằng Tony này nó ép tụi tao đi vì đường bay mới mở, ủng hộ quê hương. Nên các bạn phải có thái độ nhẹ nhàng. Nhưng cô tiếp viên đốt chát ngay, nói chúng tôi không quan tâm ai là ai, đó là quy định. Giá vé khác nhau, chế độ ăn uống của hai khoang là khác nhau, ngồi lộn xộn thế này, chúng tôi không phục vụ được. Giọng nói của cô ngày càng gay gắt và quyết liệt, với các cấu trúc tiếng Anh như I don't like, if you won't, you must, you have to, you don't say that, how to do. Thấy tình thế có vẻ căng thẳng, Tony mới trình bày, thưa cô, nếu cô không giận thì cho tôi góp ý cái nhé. Cổ lườm mắt nhìn, rồi gật đầu, Tony said, cô ơi, quy định của hàng không nhiều lúc hành khách không biết. Thật ra, ở các hãng khác, có thể cũng có quy định vậy, nhưng trên máy bay người ta đổi ghế cho nhau cũng bình thường thôi cô à. Nhưng mà nghề của cô suốt ngày trên này, sao cô không vui vẻ cho môi trường công việc của mình nó thoải mái, có phải hay hơn không? Tụi tôi đi ba người, một người Việt, hai người Nhật. Cô xem, điều cao ráo đẹp trai, gương mặt đứa nào đứa nấy cũng người người thanh tú, tính tình lại vui vẻ hoạt bát. Cô nên nhìn hành khách như tụi tôi mà thấy niềm vui trong nghề nghiệp. Cô đẹp quá mà, cô mà dễ thương nữa thì hay biết mấy. Cô tiếp viên nhìn Tony sững sờ. Chắc hồi giờ chưa ai dám nói vậy. Chớp mắt mấy cái xong, cái rú lên. Ôi dồi ôi, anh Tổng phải không? Anh Tổng đây này, em chắc luôn. Rồi rầm rập chạy vào trong buồng kêu thêm bạn bè. Yến ơi, Oanh ơi, có Tony đi chuyến bay của mình nè, ra coi. Cái Yến, cái Oanh lao ra ngay, nói ủa Tony nào, Tony ple hả? Hay Tony buổi sáng? Đẹp trai vậy phải là Tony buổi sáng rồi. Anh ngồi đâu? Ôi, anh lên đây với tụi em. Nói đoạn, ba cô kéo sền sờ Tony vào buồng để thức ăn. Cô thì bóp tay, bóp chân, sờ má. Hỏi anh Tổng ăn gì em lấy? Nước rau má, mã đề cũng có nè, anh uống hem. Còn nói ở ngoài anh trẻ quá à, anh ăn gì mà trẻ quá? Cái mình giả bộ giận nói. Nhưng hồi nãy mấy cô làm tôi buồn. Cô tiếp viên trưởng nãy giờ đứng quan sát nghe hết câu chuyện vội xen vô. Tụi em hứa với anh, từ nay về sau, tụi em sẽ vui vẻ với hành khách. Ăn nói dạ thưa ngọt liệm, cái gì cũng giải quyết thấu tình đạt lý, sẽ không nhăn nhó, cau có với hành khách nữa, sẽ lễ phép, dễ thương, giữ hình ảnh đẹp của một hãng hàng không lớn, của một dân tộc văn minh nghĩa tình. Cái Yến nói thêm, dù sau này có làm ở môi trường trên không hay dưới mặt đất, hay đổi qua ngành khác, em sẽ luôn luôn giữ môi trường làm việc của mình đầy ắp tiếng cười. Cảm ơn anh Tổng nhé. Tụi Nhật nhìn nhau nói đấy, nó là tổng biên tập Tony Morning cơ mà, có phải chuyện chơi? Tính tình của nó lại vui vẻ hài hước một cách thông tuệ, nên hóa giải mọi xung đột căng thẳng cứ như không. Chuyến bay dài mà chẳng thấy mệt mỏi vì nụ cười thường trên môi tiếp viên lẫn hành khách. Tony ngồi đọc báo một lúc thì anh phi công cũng xuống, rủ lên buồng lái chụp hình. Tony nói cảm ơn nhưng xin lỗi vì tính hay ngượng, không muốn lên báo. Thôi anh lên tập trung lái đi, chứ để máy bay vô vùng thời tiết xấu, bị turbulence là hành khách ói. Tony said, anh nói ừa, thôi em ngồi chơi uống nước rau má đi nghen, để anh lên lái tiếp. Mình nói dạ, ngoài cửa sổ mây bay trắng xóa. Chuyện ở London. Lại nói về chuyện hôm Tony ở London, xuống sân bay Gatwick, cái Oanh cái Yến rủ thôi tối nay mấy anh em mình đi chơi đi. Tony cũng chưa dự hội nghị, thường là đi trước một hai hôm để tránh jet lag, nên cùng nhau bác phố, London về đêm thật đẹp, mà đúng ra ở London thì ngày hay đêm đều đẹp. Trong mắt Tony, London là thủ đô đẹp nhất. Những con đường nhỏ, những công viên thơ mộng với những cây sồi già xù xì.
Những ghế gỗ và lá vàng đầy dưới lối đi, sạch sẽ không một chút bụi, những dãy phố có kính kiến trúc Gothic hay tân Gothic. Những hàng rào bằng cây xanh thường chừa một lối nhỏ vào nhà với bậc tam cấp, rồi cái cửa gỗ nhỏ xíu, những lan can hay hiên nhà bao giờ cũng có những giỏ hoa đủ màu sắc rung rinh trong gió. Tony đưa các bạn vô quán rượu gọi là English Pub. Bên trong quán, nội thất bằng gỗ nhưng ngả xỉn màu vì thời gian. Có quán nghe nói cả mấy trăm năm, đặc trưng này của nước Anh đang mất dần. Do suy thoái kinh tế, người ta không có tiền vào đấy uống ly bia 5-6 bản nữa, mà ra siêu thị mua về uống cho rẻ, gọi dĩa ô liu mặn chát, nhưng uống kèm bia thì rất hợp. Các cô say sưa kể về nghề nghiệp của mình. Các cô nói, trong các cuộc thi sắc đẹp ở mình, rất nhiều cô ghi mơ ước là trở thành tiếp viên hàng không. Trong khi ở phương Tây hay ở Mỹ, các cô có nhan sắc, ít ai chịu làm nghề này, vì cực và ít tiền hơn làm người mẫu hay đóng phim. Nên nếu đi Air France hay KLM hay các hãng bên Mỹ, hình ảnh các tiếp viên đeo kính lão, tay run run do bị Parkinson gắp bánh mì đưa hành khách là hình ảnh hết sức bình thường. Xuống các sân bay trung chuyển, đoàn tiếp viên châu Á thường nổi bật, kéo vali ngẩng cao đầu đi kêu xa ghê lắm. Các cô nói đấy, anh xem, tụi em toàn là người đẹp, mà người đẹp thì mỹ nhân tự cổ như danh tướng, được chiều chuộng từ nhỏ. Ví dụ như rửa bát, nhiều ông cha bà mẹ nói thôi để ba mẹ làm, con nghỉ ngơi đi, hư tay búp măng hết. Lên trường thì bạn trai cũng dành làm hết những việc như lau bảng, trực nhật. Nên sau này làm phục vụ trên máy bay cũng không được nhanh nhẹn lắm, do lao động tay chân không quen. Nhưng Tony hỏi, ủa sao tiếp viên các hãng khác ở châu Á cũng đẹp nhưng lại nhiệt tình chu đáo giỏi giang? Hàng không Thái thì lúc nào cũng cười, bưng đồ ăn ra ép hành khách ăn đến lòi họng. Nếu khách đang ngủ, các bạn tiếp viên Thái sẽ nói thì thầm, vẫn để cho ngủ, chứ hẻm có bắt thức dậy cho bằng được. Mình mà vừa ngáp, thức dậy là các bạn mò tới liền. Hỏi ngủ dậy rồi hả cưng, ăn gì hem? Bữa nay có món này nè. Tiếp viên hàng không Xin hay Malai thì hẻm có đẹp lắm, nhưng tiếng Anh như gió, động tác dứt khoát, làm gì cũng nhanh. Hàng không Nhật ít nói ít cười, nhưng sẵn sàng quỳ mọp xuống để năn nỉ khách uống thuốc chống say. Khi phục vụ, đầu họ bao giờ cũng cúi thật thấp. Các hãng quốc tế khác, tiếp viên đều có điểm chung là luôn tay luôn chân, không lúc nào nghỉ ngơi trong ca trực của mình. Bay đường dài, đêm khuya vẫn có hành khách thức, khát nước, nhưng nhiều lúc không dám gọi hay do không biết ngoại ngữ. Nắm tâm lý này nên tiếp viên Air Korea không dám bật đèn, đi khe khẽ, bưng khay nước lên, xuống cả trăm lần. Họ nói họ được trả một giờ làm việc là bao nhiêu đô la đó nên phải làm việc. Nếu ngồi không hay chờ ai bấm chuông mới đến, vậy còn gì gọi là phục vụ nữa. Nghe vậy, cái yến cái oanh cùng quê, nhưng nói chắc tụi em chưa có chuyên nghiệp anh à. Vả lại, chi phí để làm tiếp viên sân bay quốc tế cũng cao, tụi em phải mua ít đồ mang về nhằm gỡ gạc lại, nên cũng căng thẳng. Anh làm thương mại anh biết, nghe nói vậy thì mình càng thông cảm hơn, thấy thương nhiều hơn. Khi thấy các bóng áo dài, các bóng áo đỏ giáo giác trong các cửa hàng miễn thuế, điện thoại lúc nào cũng đổ chuông, đầu óc bấn loạn với tỷ giá hối đoái lên xuống thất thường của nước bạn. Vừa mua xong mấy chục cái iPhone thì đầu mối nhắn tin giá ở Việt Nam đã giảm, thua lỗ mấy ngàn đô rồi thì đầu óc đâu mà bò với gà, cơm với mì. Hành khách còn đòi phải nhìn thấy nụ cười xinh xinh trên môi em. Nên thôi bạn đừng có trách móc, ai cũng vậy mà, vừa thua lỗ mất tiền thì mặt mũi phải câu có chứ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lý do vì sao đi đâu, Tony cũng đi hãng của nước mình.
Thứ nhất là tất cả máy bay đều khá mới. An toàn, cái này cực kỳ quan trọng. Phi công giỏi, đẹp trai, nhìn không có nhức đầu. Thứ nữa là thời gian di chuyển là ngắn nhất. Nếu là đường bay trực tiếp, nên đi xa cũng ít mệt. Người ta tính 1 giờ ngồi trên máy bay tương đương với 2 giờ ngồi xe đò do áp suất không khí. Đi mấy hãng khác phải xuống sân bay nước họ, rồi lật đật đi tìm cổng ra, rồi lại leo lên máy bay nữa, mệt bắt ớn. Và việc trao đổi bằng ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ cũng phải hiểu hết, nên có cái mà bắt bẻ giận hờn. Ngoài ra, mình dùng hàng Việt cũng là một cách ủng hộ sự lớn mạnh của các doanh nghiệp Việt. Vì sự tự tôn của dân tộc, nên những khó chịu kia chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ, và cũng bởi vì tình yêu, còn tình yêu đó lỗi lầm sẽ qua. Cái tôi nay hỏi, ủa sao hôm qua trên máy bay tụi em nhận ra anh hay vậy, anh có lộ mặt bao giờ đâu? Cái cổ nói tại vì anh nói gương mặt thanh tú đó em mới nhận ra, ở Việt Nam có ai dám tự nhận mình là thanh tú ngoại trừ anh. Trò chuyện một chút rồi, thơ thẩn giang tay ra về, bèn ga lăng xuống tàu điện ngầm, đưa mấy cổ về khách sạn, bịnh rịnh chia tay kiểu người lên ngựa kẻ chia bào, rừng phong thu đã nhuốm màu quang sang. Mà đúng là hôm đó, lá những cây phong, mép bồ, trước khách sạn mấy cổ ở chuyển màu, gió thổi rơi xào xạc, nhuốm đỏ cả thành phố. Tony mặc chiếc áo bành tô màu lông chuột, dài quá gô đầu gối, may ở Sài Gòn theo kiểu James Bond thập niên 60. Tóc cắt ngắn, gương mặt điển trai, dáng vẻ cao ráo sang trọng, ai đi ngang qua cũng ngoáy lại nhìn vì thích. Tản bộ dưới những tán phong chập chờn trong ánh đèn đường, để xuống là trạm tàu điện, thẳng đến ga Westminster. Bữa đó là ngày lễ, ở sông Thames có bắn pháo hoa. Dòng sông rực sáng, tháp Big Ben ngay bên bờ sông cao lớn uy nghi, tiếng pháo đì đùng, tiếng violon réo rắt, năm nào Tony cũng gặp nghệ sĩ đường phố này ở đây. Anh đứng dựa vào tường tòa nhà Quốc hội, trước mặt là cái vali và vài đồng xu lẻ. Kinh tế suy thoái nên người ta không cho nhiều. Anh đang chơi bài I have a dream. Đầu nghiêng nghiêng, mắt nhắm nhưng lại mỉm cười, có vẻ không buồn mấy. Gió dưới sông thổi lên mạnh dần, về khuya trời càng lạnh, thọc tay vào túi quần cho ấm. Ái chà, lạnh teo buri rồi, thôi về khách sạn ngủ. Cái thủng thẳng xuống lại tàu điện để trở về khu Hyde Park, ngồi đợi tàu, tình cờ quen nàng tiên tóc vàng có tên Eva Vogt đến từ nước Áo. Nàng vừa tốt nghiệp trường nhạc ở Viên và đến London để ứng tuyển làm ca sĩ. Eva Vogt đẹp và rất đỗi dịu dàng, dáng người bé nhỏ và mái tóc vàng óng. Trên mũi có cái khuyên bằng bạc nhìn rất lạ, rất duyên. Nàng cũng vừa đi ngoạn cảnh ở bờ sông Thames về, chắc thuộc tuýp người lãng mạn giống Tony đây. Tâm sự hồi lâu, mấy chuyến tàu đến rồi đi, nhưng cả hai vẫn không buồn bước lên. Đề tài cứ miên man bất tận, không dứt ra được. Tony là người châu Á đầu tiên nàng quen ở London. Eva Vogt nói, có nghe nói về Việt Nam, nhưng tưởng đang còn chiến tranh. Nói hồi nhỏ học môn lịch sử có học qua, rồi thôi không biết gì nữa. Cái Tony kể về Việt Nam cho cổ nghe. Nước Việt Nam qua miệng lưỡi của Tony đẹp lung linh. Nàng say sưa lắng nghe, cứ như Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Sau khi nói đủ chuyện trên trời dưới đất, cả hai cảm thấy hợp vô cùng, cứ như sinh ra là để cho nhau. Tony bèn ra một quyết định quan trọng, rủ nàng đi chơi tiếp. Nàng thoáng suy nghĩ rồi gật đầu, trời thì lạnh, bất giác nàng gục đầu vào vai Tony. Chiếc áo bành may ở hiệu may Trúc chợ Bến Thành, có lót nhung giá 2,5 triệu, trở nên ấm áp lạ thường. Trong đêm xứ sương mù lạnh lẽo, có hai kẻ tha hương lặng lẽ đi bên nhau, hand in hand, nóng hổi.
Chương 18 Thì ai ơi xin đừng. Cách đây hơn chục năm, một diễn viên điện ảnh xinh đẹp bị lộ clip giường chiếu với bạn trai. Sau đó điều tra thêm thì phát hiện thỉnh thoảng cô cũng làm nghề buôn vốn tự có. Thế là cả xã hội thi nhau chửi bới cô không tiếc lời. Nhiều ông, đàn an, đường đường chính chính cũng châm biếm chế nhạo cô như con vật. Dù trước đó, nếu mà được cô cầm tay, thôi thì cũng đã hồn siêu phách lạc. Thậm chí có người còn làm thơ chè biểu cô với nội dung hết sức tục tiểu và được share bằng email một cách vui mừng khôn xiết. Các tin tức cập nhật liên tục khi cô bị bắt, bị đi phục hồi nhân phẩm được mọi người theo dõi sát sao với một thái độ vừa hiếu kỳ, vừa hả hê, mát lòng mát dạ. Cô toan tự tử nhưng đã được phát hiện và cứu. Nếu cô chết thì đến bây giờ xã hội quên lãng cô ngay. Nếu đau xót thì chỉ có gia đình cô và vài người may ra. Lúc đó mình muốn không vào vòng xoáy ấy, đi uống cà phê cũng nghe, đi nhậu cũng nghe, thậm chí đi họp cũng nghe. Nhiều lúc tự hỏi, có nhất thiết trí tuệ của bao người đi xăm soi một người đàn bà đáng thương như vậy không? Có người nói phải trị để xã hội sợ mà không bắt chước, nhưng cũng có chừa được không? Hay thậm chí là nhiều hơn. Rõ ràng sau sự cố đó, việc lộ clip nhạy cảm ngày càng nhiều hơn. Gần đây lại một sự cố khác, một cô gái xuất bản một cuốn sách, có một số chi tiết phi logic và người ta cân đo đong đếm và rành rành là không thật. Nhưng cô thì trẻ người non dạ nên thay vì im lặng, lại đi thanh minh thanh nga, xù lông lên bảo vệ, nên bị ghép luôn vào tội ghét cái thái độ. Phe bảo vệ cô khăng khăng là nên đọc tác phẩm theo hướng lấy cảm hứng và tinh thần dám đi dám làm, để ý chi các chi tiết vụn vặt. Còn phe phản đối thì nói nhật ký phải chính xác 100% và phải trưng ra các bằng chứng, nếu không có phải đăng đàn xin lỗi, tự vả vào mặt mới chịu tha cho. Tranh luận dẫn đến cao trào, đưa ra trọng tài phân xử. Lúc trọng tài chưa biết kết luận sao, thì trên diễn đàn, hai phe tiếp tục mỉa mai, công kích cá nhân, lôi bằng cấp, học vấn ra, sát mạt nhau, chẳng dính dáng gì đến nội dung tranh luận. Thời hồng hoang mông muội, cứ có sai lầm, người ta cứ sẽ trừng trị bằng một sai lầm khác. Kinh khủng hơn, lỡ chặt cây câu giết người thì sẽ sống dậy để xử tử hình kẻ thù bằng cách trụng nước sôi và cắt đầu làm mắm. Trộm chó thì phải đền mạng, bắt được ăn cắp phải cấu véo cho tan nát đời người ta mới hả dạ hả lòng, mới sướng tay. Giờ thế kỷ 21, sao vẫn cứ như xưa, cũng là con người, có phải côn trùng rắn rết gì đâu mà ghét là lấy dây đập chết. Hay đâu phải thời thay trời hành đạo như trong tiểu thuyết Kim Dung. Cư dân mạng quen với khái niệm ném đá. Xưa kia các nước Hồi giáo, những cô gái trót làm liều với người mình yêu sẽ bị dân làng phạt. Cô gái sẽ bị trói giữa bãi đất trống. Tất cả mọi người đi qua nhặt một viên đá ném vào cô. Có viên đá to, viên đá nhỏ. Có viên rơi trúng đầu, có viên trúng mắt, trúng tay chân, có người ném mạnh, có người ném nhẹ, thân thể cha mẹ cô sinh ra bị tàn phá bởi đám đông cuồng nộ, rồi cô sẽ chết, chết trong đau đớn tột cùng của cô và trong sự vui mừng hỉ hả của dân làng. Đặc biệt là các nhà hàng xóm cũng có con gái xấu xí hơn cô, thì càng vui mừng gấp bội. Sự hằn học đố kỵ, còn ở Việt Nam cũng chẳng hơn gì, một cô gái có hoang thai thì sẽ bị gọt đầu bôi vôi, thậm chí thả bè trôi sông, cả làng đứng trên bờ vỗ tay, vui cười hoan hỷ, người đàn bà kia dưới sông, nước mắt ngắn dài gọi tên cha tên mẹ, tên người thân trong tuyệt vọng và từ từ chìm xuống nước mất hút. Dân làng tụ họp, các cụ sai mổ lợn ăn uống hát hò,
Cả làng cười nói xôn xao, chỉ trừ gia đình cô gái nọ. Cái ác đã lên tới đỉnh điểm, văn minh hãy còn quá xa vời, dù là bây giờ nó được gọi với một cái tên khác, hình thức khác, nhưng sự tò mò, sự hiếu kỳ, sự đố kỵ, tâm lý đám đông vẫn khiến người ta sống hết sức khổ sở. Giá mà đám đông biết dừng lại, mỗi cá nhân có lương tâm và có việc để làm thôi, không tham gia vào đám đông ấy nữa thì sự việc sẽ không đến chỗ quá xa, rồi mất hút, vì sẽ có một sự cố khác tò mò hơn xuất hiện, chắc chắn luôn. Hãy nhìn sự vật với ánh mắt vị tha hơn, hãy coi như là một sự cố trong đời sống, văn hóa, văn nghệ, chứ xã hội mình còn nhiều điều phải làm lắm. Trí thức, trí lực nên dành cho việc khác, thiết thực hơn. Hãy nhìn vào những điểm sáng của một bức tranh để thấy đời này hãy còn đẹp lắm. Hàng tàu vẫn có những cái xài rất được, tên đồ tể vẫn có những phúc rất người. Bài viết của Tổng lâu lâu cũng có một câu hay chứ bộ. Xin hát câu cuối bài hát Biển Khác của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh với giọng nam cao quen thuộc của Tổng nhé. Còn tình yêu đó lỗi lầm sẽ qua. Ngày 13 tháng 10 năm 2013, chuyện ở Davao. Davao là thành phố lớn nhất miền Nam Philippines, tính về diện tích đất. Từ thủ đô Manila, bay gần 2 giờ mới đến được. Đây là địa phương trồng chuối và dứa nổi tiếng, góp phần đưa Philippines trở thành quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới về hai loại nông sản này. Nếu bạn sang Nhật hay Hàn Quốc, Trung Quốc, thậm chí ở siêu thị, ở Việt Nam vẫn thấy bày bán. Chuối thì dài, to, trông rất đẹp mắt, còn dứa, thơm thì điều quả. Nhìn cứ như là từ một sợi dây chuyền sản xuất công nghiệp, chứ không phải là nông sản. Davao có biển và núi, mà thật ra ở Philippines chỗ nào chẳng là đảo và núi rừng. Nên ngồi trên núi vẫn ăn được hải sản tươi sống, đặc biệt món cá ngừ đại dương gói lá chuối nướng, hay canh nghêu nấu lá ớt thì thôi rồi. Các bạn có món sinh tố xoài xanh, tức xoài xanh của mình xay nhuyễn, có chút muối để hãm vị chua, quyện với vị đường và sữa. Ngon như trên đời này chưa có loại sinh tố nào ngon hơn. Khu trung tâm thành phố Davao nhỏ, nhà cửa xen lẫn trong những cây dừa, cây xoài, cây chùm ngây, cây me, xinh đẹp như là một thành phố công viên. Tuy không sạch sẽ lắm, nhưng không xô bồ, náo nhiệt như thủ đô Manila. Davao có núi cao, có ngọn Apo cao nhất nước, có nhiều bãi biển đẹp, nghe nói du lịch cũng phát triển lắm. Trong mắt tụi Tây, bãi biển ở Đông Nam Á đẹp nhất là ở Philippines. Tony thì không có tới đó, vì đợt này đi có 2 ngày, gấp rồi về có việc. Chứ thường là đi công tác ở đâu cũng tranh thủ một buổi hay một ngày thăm thú phong cảnh địa phương. Đối tác đưa Tony đi về phía Tây, sâu vào trong núi. Khu này tương đối heo hút, hầu như không có khách du lịch. Chỉ là các thương nhân đến giao dịch làm ăn, hoặc mua nông sản, hoặc cung cấp vật tư nông nghiệp như Tony mới mò đến đây. Vì phải thị sát những nông trường trồng chuối và dứa, nên Tony đi khá xa tỉnh lỵ Davao. Càng đi, dân cư càng thưa thớt. Cứ khoảng vài ba chục km, có một thị trấn nhỏ, xe chạy ngang những quả núi trồng toàn chuối hay dứa, từ dưới chân đến ngọn. Mình ngạc nhiên mãi, nói sao trồng được hay thế, đất đai cũng chẳng tốt, thấy toàn đất xám pha sỏi cát. Hỏi ra mới biết là có những công ty chuyên dịch vụ, với những chiếc máy xúc của Mỹ to đùng, đào đất rất sâu thành các hố để trồng. Rễ đâm sâu xuống tới 2 mét nên khỏi tưới nước. Nên trời khô hạn vậy mà cây vẫn tốt tươi. Phân thuốc thì được phun xịt bằng máy cao áp, bán kính tới vài trăm mét. Công ty dịch vụ còn nhập cả máy bay để phun xịt từ trên cao như các nông trường, nông trang bên Mỹ vậy. Công nhân hàng ngày sẽ đi vệ sinh cây chuối hay cây dứa, bẻ bỏ hết
chỉ chừa lại một cây con để sau này thay thế cây mẹ, giúp dồn sức cho việc ra quả, dẫn đến quả to, đều. Lịch làm đất, phân bón, tưới nước, thống nhất nên nông sản có kích cỡ đều nhau, không có chuyện phân loại đến mấy phẩm cấp như ở ta. Dứa có hai loại, dùng để ăn tươi thì khoảng 1 ký một quả, còn dùng để ép nước hay đóng hộp thì 2 ký một quả. Chuối cũng vậy, một buồng chuối, tiếng Anh gọi là a bunch of bananas, có 7-8 nải chuối, hands of bananas. Chắc nải chuối giống bàn tay nên từ nải dịch qua tiếng Anh là hand. Các bạn trẻ nắm nhé, các từ này để dịch những cụm từ như u nang buồn chuối hay chuối cả nải nhé. Một nải có khoảng 20 quả, có 4 loại chính là xanh, vàng nghệ, đỏ bầm và vàng chanh. Nhưng không có loại nào ăn ngon như chuối Việt Nam. Những công ty đa quốc gia lớn của Nhật hay Hàn, Mỹ, châu Âu đều đến đây thuê đất để làm, rồi tự bao tiêu sản phẩm. Nghe bạn kể, hồi đó thương nhân Phi đang bán cho khắp thế giới, cái bị thương nhân Trung Quốc chơi vố đau. Đầu tiên là thương nhân Trung Quốc qua đặt quan hệ, mua giá cao ngất, thế là tụi Nhật Hàn không mua được nữa. Dần dần họ chán, tự thuê đất trồng. Còn nông sản do nông dân Phi trồng quy mô nhỏ lẻ đều xuất qua Trung Quốc cả. Vụ lùm xùm Biển Đông, Trung Quốc ngưng nhập chuối của Philippines làm bọn họ điêu đứng hết mấy tháng. Nhưng sau đó họ đồng lòng đi mở thị trường khác, tránh phụ thuộc vào một thị trường. Sau đó Trung Quốc phải mở cửa trở lại, nhưng thương nhân Philippines giờ khôn, nói đưa tiền trước mới giao, chỉ chấp nhận thanh toán. TT Advance, họ liên kết với nhau, kiên quyết nói không với các hình thức thanh toán khác, không thì họ không bán. Chính vì vậy, hàng hóa đến cảng Thượng Hải, chính sách nhập chuối của Trung Quốc có thay đổi thế nào đi nữa, thì thương nhân Trung Quốc mới là người thiệt hại. Nhớ đem đi vô núi để ngày mai phun khảo nghiệm loại phân bón mới. Đối tác đưa Tony đi vào rừng. Đầu tiên là đường nhựa, cứ khoảng vài km có một chốt gọi là checkpoint. Có lính bồng súng đứng, mở cửa xe, rà soát bom mình trên xe. Sau đó là đường đất tối om và không còn các trạm checkpoint nữa. Cái Tony cũng hoảng vì trước đó cũng đã diễn ra các vụ bắt cóc thương nhân nước ngoài. Cái Tony lấy cái áo vải jean ra mặc vào, nói đối tác ai hỏi gì thì nói tao người Phi, nói tao câm và điếc bẩm sinh nha. Tụi đối tác cười ha hả, nói mày thông minh quá, vậy mà cũng nghĩ ra được. Vì trước đó có mấy thương nhân nước ngoài vào khách sạn trình hộ chiếu ra, người của khách sạn thông đồng bắn tin ra ngoài cho bọn bắt cóc biết. Tụi nó nửa đêm ập vào bắt đi, giả bộ bắn bùm chéo nhưng chả chết thằng bảo vệ nào. Tony đưa hộ chiếu cho anh bạn cầm, nói mày làm, sao thì làm, tao phải an toàn. Nói vậy chứ trong lòng cũng bất an, vì ngó ngoài xe thấy xung quanh đêm tối mịt mùng. Những dáng núi cao sừng sững, con đường chạy giữa rừng hun hút, không một mái nhà, không một bóng đèn, chỉ có những chiếc xe tải chạy ngược lại. Thỉnh thoảng mới có một cây xăng, nhưng thanh toán bằng thẻ tự động như bên Mỹ, vì ở đấy đã xảy ra nhiều trường hợp cướp tiền mặt. Xe ngừng lại ở một thị trấn nhỏ xíu giữa núi rừng hoang vu, vào nhà nghỉ chắc là lớn nhất ở địa phương. Trên tường vẫn còn loang lổ những vết đạn của các lần chạm súng trước đó. Hai anh bảo vệ ra mở cửa xe, nhìn mình dò xét. Dưới ánh đèn neon mờ mờ, ông chủ nhà nghỉ hất hàm hỏi, passport đâu? Thấy cao to đẹp trai nên nghi là người nước ngoài, thằng kia nói không. Thằng này, người mình đó, bị câm và điếc tội nghiệp lắm. Cái ổng đòi ID card, tức chứng minh nhân dân, anh bạn lanh lợi nói nó cũng bị khùng khùng, nên rớt mất cái miếng giấy để chứng minh là nhân dân rồi. Chứ xua nó là nhân dân, Tony cũng giả vờ ngây ngô liền, đưa tay hái hoa bắt bướm, gương mặt thanh tú lập tức chuyển qua trạng thái hoang dại.
Ông chủ nhà nghỉ vẫn nhìn với ánh mắt nghi ngờ, vừa câm vừa điếc vừa ngáo ngơ, đến nỗi giấy tờ tùy thân cũng rớt mất, thì đến đây làm chi? Thấy vậy, Tony lật đật bẻ viên sủi Absace bỏ vào ngậm trong họng, bọt trào ra khóe miệng, trông thật tội nghiệp. Cái ông chủ hỏi sao vậy? Anh bạn người Phi nói, nó đói bụng đó, sùi bọt mép là lúc phải cho nó ăn, cho nó lên phòng đi. Ông tự nhiên thấy thương, nhìn mình ái ngại, kêu vợ ra lấy chuối đãi khách. Bà chủ từ nhà bếp chạy ra, nhìn sững sờ, đánh rơi đĩa chuối. Tony cũng há hốc mồm. Trời ơi, Quỳnh! Ngày 16 tháng 10 năm 2013, chuyện ăn nói, bài 1, nhận diện thể loại ăn nói vô duyên. Gửi con thân yêu của Dượng, bữa nay dắt con đi ăn với khách hàng mà Dượng thấy con giao tiếp không được hay, nên Dượng viết bài này gửi con và các bạn trong câu lạc bộ con Dượng. Con đã năm cuối đại học rồi, vài bữa nữa là ra trường đi làm. Kỹ năng ăn nói nó quan trọng lắm. Mình ăn nói có duyên một cái á. Muốn gì được đó, ai cũng yêu mến, làm gì cũng hanh thông. Dượng soạn 10 bài về kỹ năng ăn nói, con cứ làm theo nhé. Chương 17-18 của tác phẩm Cà phê cùng Tony xin được phép dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh Đọc Truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.